Đầu tiên các bạn tạo cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn lên 15 mũi bính. Và các bạn sẽ dùng một đoạn kẽm để nẹp vào cái phần lá này nhé. Và các bạn sẽ quay lại và móc cho mình là 13 mũi đơn. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc 3 mũi đơn trong một chân. Mình đã được một bên dây bính và tương tự bên dây bính kia. Các bạn sẽ móc giống như phần dây bính vừa móc nhé. Các bạn có móc cho mình là 13 mũi đơn. Các bạn kéo giãn cái lá này ra nhé. Kết thúc các bạn móc sang đây cho mình là một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt len. Và các bạn sử dụng cái phần len thừa này quấn vào cái phần kẽm này. Và mình đã xong phần lá. Bây giờ mình sẽ móc cho nó cái đài nhé. Phần đài hoa. Đầu tiên các bạn tạo một vòng tròn ma thuật này. Các bạn lên một bính. Móc vào đây cho mình là 5 mũi đơn.
kết thúc vòng số 1. Sau này vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3, các bạn móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng. Rồi lại một mũi đơn, xong đến một mũi tăng. Các bạn cứ móc như vậy để hết vòng nhé. Kết thúc vòng số 3. Sang vòng số 4, các bạn từ vòng số 4 đến vòng số 10.